Sau thời gian triển khai các bước theo quy định của pháp luật, trong những ngày này, huyện Kim Động đang tổ chức chi trả tiền đền bù, thu hồi đất làm dự án cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân được nhân dân đồng tình ủng hộ với mức chi trả theo quy định là gần 124 triệu đồng trên một sào bắc bộ, tức khoảng 360 m2. Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân có diện tích 75 ha thuộc địa phận hai xã Phạm Ngũ Lão và Nghĩa Dân huyện Kim Động và xã Đặng Lễ huyện Ân Thi, trong đó diện tích thu hồi tại huyện Kim Động hơn 63 ha. Qua các bước thực hiện, nhân dân các địa phương đồng thuận nhất trí với phương án đền bù thu hồi đất được triển khai thực hiện theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Mức chi trả là gần 124 triệu đồng một sào, chưa tính tiền hỗ trợ ổn định đời sống. Cuối tháng 8, các hộ dân tại xã Phạm Ngũ Lão đã nhận tiền bồi thường. Trong đợt này, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9, hơn 300 hộ dân ở xã Nghĩa Dân tiếp tục nhận tiền bồi thường. Dự kiến trong tháng 9, sau khi hoàn thành việc chi trả tiền cho các hộ dân có đất thu hồi, dự án bắt đầu triển khai xây dựng ngoài thực địa. Đền bù ở trong cái khung này là chúng tôi ảm ế hợp lý. Tôi có mỗi suất của mẹ tôi là có hơn 2 sào, được 357 triệu, 309 nghìn. Sự hợp tác của người dân, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, là người dân tương đối đồng thuận, còn chính quyền địa phương tạo điều kiện, đặc biệt là Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện sở tại và các xã. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Các ngành nghề chính thu hút đầu tư vào là công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ sạch, công nghiệp hỗ trợ ô tô, kho bãi, sản xuất, gia công giày dép, may mặc.